Chào mừng quý anh chị bạn quay trở lại với Việt Nhật Auto. Ngày hôm nay thì em Nghĩa lại mang đến cho gia đình mình một chiếc siêu phẩm, một chiếc dòng SUV cỡ lớn của nhà Toyota. Đó chính là Toyota Land Prado 2016 màu vàng đồng biển tỉnh. Nói về dòng Toyota Land Prado này thì nó được phát triển dựa thêm cái nền tảng và khung gầm của Lexus GX 460. Do đó nó được thừa hưởng rất nhiều những yếu tố tuyệt vời của dòng xe Toyota bền bỉ cũng như là dòng Lexus hạng sang danh tiếng. Chiếc Prado trước mắt chúng ta được sản xuất và đăng ký lần đầu tiên vào năm 2016, mang biển số tỉnh, đã rút hồ sơ. Nếu anh chị về tên thì sẽ chỉ vào tên trong vòng một nốt nhạc thôi. Hiện tại chiếc Prado này quý anh chị tìm đến một cái sự sang trọng, một cái sự yên tĩnh ở trong khoang nội thất mà không phải bất kỳ cái mẫu xe nào khác trên thị trường cũng có được. Ngoài ra ưu điểm của Prado thì đến từ cái thiết kế SUV không gầm rời, do đó nó rất là bền bỉ, nó vận hành ở những cái điều kiện địa hình khó rất là tuyệt vời. Để lăn tăn duy nhất về vấn đề khi lựa chọn Prado thì có lẽ là nằm ở mức tiêu hao nhiên liệu. Hiện tại ở cái đời 2016 này thì Prado vẫn sử dụng cái hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, máy xăng 2.7 lít nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Do đó cái lượng tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 16 đến 18 lít cho 100 km đường hỗn hợp. Tuy nhiên với cái mức giá và với cái tầm của cái dòng xe Prado này thì có lẽ đó không phải là cái vấn đề chính mà anh chị cũng như là các bạn chúng ta quá quan tâm và để ý. Cùng quay trở lại với chiếc Prado này thì ở thời điểm năm 2016, chiếc xe này nó có rất nhiều sự lựa chọn về màu sắc. Ngoài cái màu trắng, màu đen là những cái màu sắc thường thấy thì Prado màu đồng này cũng là một trong những cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời của khách hàng khi mà tìm đến cái mẫu SUV của dòng Toyota. Ở phần đầu của chiếc Toyota Land Prado 2016 thì đây cũng là lần đầu tiên mà Toyota trang bị cái dải đèn LED ban ngày với 4 cái bóng LED được đặt rất là hoàn chỉnh, thẳng hàng hướng xuống phía dưới và nó tạo được cái độ sang chảnh cần thiết cho mẫu xe Prado danh tiếng. Hệ thống đèn chiếu sáng thì mình đã được trang bị sẵn cái đèn projector dạng bóng chiếu rồi. Còn hệ thống đèn chiếu xa thì vẫn là halogen phản xạ đa hướng, nó cho một cái cường độ sáng cũng như là cái tầm chiếu sáng khá là rộng, mặc dù là không thật sự tập trung. Nằm phía dưới của cái khoang capo này thì quý anh chị các bạn sẽ có một khối động cơ máy xăng 2.7 lít. Nó khá là tương đồng như trên Toyota Fortuner về cái mức tiêu hao nhiên liệu cũng như là khả năng cho công suất, nhưng mà được tinh chỉnh lại rất nhiều so với cái mẫu đàn em. Ở phần bên hông xe, bởi vì chỉ là một chiếc xe được nhập từ Nhật Bản thôi, có thể nói là phiên bản tiêu chuẩn của dòng Prado tại Việt Nam rồi, mình sẽ được trang bị cái bộ la răng 18 inch với cái thiết kế rất là đơn giản, đúng tiêu chuẩn của dòng Toyota tại Việt Nam. Cái lốp mà theo kèm của chiếc xe này thì đã được chủ nhân thay thế vào khoảng đầu năm 2020. Tức là thời điểm mà chiếc xe này lăn bánh khoảng gần 6 vạn thì cũng là cái tiêu chuẩn lần đầu tiên mà mình thay thế rồi. Và chủ xe cũng đã thay cả dàn lốp chính hãng luôn. Anh em mua về là chỉ việc chạy thôi, ta lông tất cả các thứ của lốp là vẫn còn nguyên. Chiếc xe này hiện tại thì đã lăn bánh hơn 6 vạn km rồi quý anh chị nhá. Ở phần bên hông ấy, chúng ta còn chứng kiến rất nhiều những cái tiêu chuẩn SUV xuất hiện ở đây. Ví dụ như là mình sẽ có cái bệ bước chân này để lên xuống xe dễ dàng hơn. Gương chiếu hậu thì có kích thước rất là lớn, cùng màu thân xe, có tích hợp xi nhan trên gương, chỉnh điện, cụp điện. Tay nắm cửa thì cỡ lớn luôn và cũng tích hợp sẵn, cùng màu thân xe. Lui một chút ra phần đuôi của chiếc Toyota Land Prado phiên bản 2.7V 2016 này được đặt tên là TXL. Mình sẽ có một cái cụm đèn hậu rất là tuyệt vời, cứng cáp, khỏe khoắn khi mà chúng ta nhìn từ mọi góc cạnh. Phía dưới cùng thì anh chị sẽ có lốp dự phòng. Cái kiểu mở cốp của Prado thì cũng là một trong những cái hình thức mở cốp rất là lạ. Và khi mở cốp ra thì anh chị sẽ có một cái khối nội thất hoàn toàn là màu kem sáng nhá, rất là sạch sẽ. Cùng với đó là nó cho một cái cảm giác cực kỳ rộng rãi luôn. Đây là cái khoang hành lý. Khi bà Nghĩa đã gập cái hàng ghế thứ ba của chiếc Toyota Land Prado xuống, gập thẳng xuống sàn, nó sẽ phẳng như thế này và chúng ta tha hồ mà để đồ di chuyển khi mà chúng ta về quê hoặc là đi đường dài. Quý vị cũng có thể thấy được cái sự chỉn chu của chủ xe khi mà lấy xe về, họ bọc luôn cái trần ni lông này rất là sạch sẽ. Mấy anh em nào không thích có thể bóc ra được và trần nó sẽ là mới nguyên 100% luôn. Trên bất kỳ một chiếc xe 7 chỗ, 8 chỗ nào thì việc ngồi hàng ghế thứ hai cũng mang đến cái sự thoải mái và tiện lợi nhất. Mình sẽ có cái độ để chân rất là thoải mái, ghế thì có thể trượt ngả được. Điều hòa cho tất cả các vị trí, cổng sạc USB đầy đủ. Và đáng chú ý khi điều hòa của Toyota Land Prado, đây là dạng điều hòa đa vùng độc lập nhé. Cụ thể là nó sẽ có 3 vùng độc lập, cửa gió cho tất cả các vị trí ghế ngồi. Khoang cabin của Toyota Land Prado thì mình sẽ có một cái hệ thống ghế lái chỉnh điện đa hướng rất là thoải mái tuyệt vời, tầm nhìn cao và thoáng. Các chi tiết khác thì được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn của dòng SUV, rất to, khỏe, cầm nắm thích. Ví dụ như vô lăng và cần số thì quý anh chị và các bạn có thể dễ dàng thấy được cái sự đồ sộ cũng như là mạnh mẽ của dòng SUV Toyota Prado. Để nói về cái đồng hồ phía sau vô lăng này thì phải nói là nó chia khoang, chia tầng rất là hút mắt. Mình dễ dàng tập trung vào hai cụm đồng hồ chính, đấy là vòng tua động cơ và tốc độ tức thời. Ở đây quý anh chị thấy là mình đã có thể nhận thấy rồi, chiếc xe đã lăn bánh 61.861 km. Và anh chị hoàn toàn yên tâm tin tưởng khi chiếc xe này được chủ xe bảo dưỡng ở trong hãng rất là chuẩn chỉ. Màn hình DVD theo xe thì có kích thước không lớn nhưng mà cũng đủ mang lại những cái tùy chọn cho cá nhân mình. Ví dụ như là đàm thoại rảnh tay và Bluetooth này, tích hợp AUX, DVD, đầy đủ hết. Hệ thống điều hòa tự động, gài cầu, hộp số 6 cấp, phanh tay dạng cơ. Quý anh chị có thể thấy là cái hệ thống gài cầu thì nó đã là gài cầu điện rồi. Tuy nhiên nó chỉ có 3 chế độ, đấy là H4F, tốc độ cao, H4L, tốc độ trung bình, 2 cầu, và L4L là tốc độ thấp, rất khó khi mà mình gặp phải đá hộc. Prado này thì cũng là một trong những chiếc xe rất là an toàn. Mình có túi khí quanh xe này, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, phanh ABS đầy đủ hết. Anh chị hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng với cái hệ thống khung gầm và cái kết cấu vững chắc của dòng xe SUV tại Việt Nam. Hiện tại thì chiếc Toyota Land Prado này Việt Nhật bên em đang chào bán là 1 tỷ 780 triệu. Và nếu quý chị khách hàng có nhu cầu mua xe, xem xe, lái thử cũng như là trả góp thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em Nghĩa theo số hotline em đã đính kèm trên video. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.